Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Có gì mới trong diễn văn chống khủng bố của Tổng thống Obama? Phát biểu của tỷ phú Trump gây phẫn nộ khắp thế giới. Hạ viện Hoa Kỳ siết chặt luật Mỹ không cần visa để nhập cảnh. Tổng thống Obama thắp sáng cây thông Giáng sinh quốc gia. Nữ thủ tướng Đức được chọn là nhân vật của năm 2015. Phe đối lập Venezuela thắng lớn và sau cùng là San Bernardino tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố. Sau đây là phần tin chi tiết, tin Hoa Thịnh Đốn. Bài diễn văn hôm 6 tháng 12 của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về việc đối đầu với mối đe dọa khủng bố đã được các chuyên gia phân tích và các nhà lập pháp đáp lại bằng câu hỏi có điều gì mới lạ về sách lược của ông. Tổng thống đề ra một kế hoạch 4 phần để triệt hạ nhóm nhà nước Hồi giáo, bao gồm những cuộc không kích tại Iraq và Syria, huấn luyện cho các chiến binh ở những quốc gia này, hợp tác với các đồng minh để gây trở ngại cho nguồn tài chính và tuyển mộ, và mưu tìm việc kết thúc cuộc nội chiến ở Syria. Các yếu tố đó phần lớn là những gì mà Tổng thống đã loan báo khi phát động chiến dịch oanh kích vào tháng 8 năm 2014. Ông Max Abrams, một giáo sư khoa học chính trị ở trường Đại học Northeastern và là thành viên của Hội đồng Đối ngoại, nói rằng có sự lo lắng ngày càng lan rộng về khủng bố tại Hoa Kỳ và bài diễn văn của Tổng thống vẫn chưa đủ tác động mạnh. Ông Abrams nói, điều ông Obama cần làm không phải là trấn an công chúng Mỹ rằng mọi sự đang được ổn định, bởi vì không ai tin điều đó. Tôi cho rằng người Mỹ hy vọng sẽ có một chuyển hướng mới trong cách thức đối phó với nhà nước Hồi giáo, bởi vì hiện trạng dường như không đem lại kết quả. Thượng nghị sĩ Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cũng có phản ứng tương tự và nói rằng Tổng thống đã không đưa ra được một sách lược mới. Ông Corker nói, chính quyền vẫn nói đi nói lại rằng đã được Quốc hội chấp thuận để đánh bại ISIS. Người dân Mỹ vẫn còn đang cố gắng tìm hiểu xem ông Obama có quyết định thực hiện bằng cách nào. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã phát họa chương trình cho một cuộc biểu quyết trong tuần này về một đề nghị mà ông Obama đề cập đến, đó là nỗ lực cập nhật chương trình miễn thị thực của Mỹ cho phép nhập cảnh từ một số nước với ít sự kiểm soát hơn. Dự luật sẽ không cho phép bất cứ ai đã du lịch tới Iraq hay Syria trong 5 năm vừa qua được vào Hoa Kỳ mà không có thị thực và sự cho phép của Bộ An ninh Nội địa. Sẽ loại bỏ bất cứ nước nào ra khỏi chương trình nếu không cung cấp thông tin đầy đủ về những phần tử có thể là khủng bố bên trong biên giới của họ. Ông Ryan đã góp thêm vào lời chỉ trích rằng Tổng thống Obama không đề nghị thêm được điều gì mới mẻ hôm 6 tây tháng 12 và gọi bài diễn văn đó là một hình thức binh vực và đánh lạc hướng chú ý ra khỏi một chính sách thất bại. Ông Ryan nói, cho đến khi nào ta nghe Tổng thống nói là có thể làm thêm những gì bằng quân đội của chúng ta, bằng sự thu thập tin tức tình báo và các đối tác quốc tế của chúng ta, bằng không thì chúng ta vẫn cứ ở sau kẻ thù một bước. Trưởng khối thiểu số Hạ viện bà Nancy Pelosi binh vực bài diễn văn của Tổng thống, nói rằng bài diễn văn đầy quyết tâm và mãnh liệt và Hoa Kỳ sẽ không khuất phục trước khủng bố. Bà nhắc lại những lời ông Obama kêu gọi Quốc hội có hành động sửa đổi luật miễn thị thực, ngăn chặn các phần tử khủng bố mua súng ống và quyết định hành động về những lời kêu gọi của ông, đề nghị cho phép sử dụng vũ lực chống lại nhà nước Hồi giáo. Giáo sư phụ giảng tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Trường Đại học Georgetown, ông Nicholas Palanino nói rằng các luật lệ mới sẽ không ảnh hưởng đến việc các phần tử khủng bố có được vũ khí. Ông nói nếu một phần tử khủng bố ở bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào trên thế giới muốn có súng thì họ sẽ có được súng. Nếu một phần tử khủng bố muốn chế một quả bom hay một thiết bị nổ, thì họ vẫn có thể làm được điều đó. Ông Abrams cũng nêu ra những hạn chế và nói rằng những kẻ nổ súng trong các vụ tấn công tuần trước ở California sẽ sử dụng bom nếu họ không có súng.
Ông nói giới hữu trách không thể làm gì nhiều để ngăn chặn mọi vụ tấn công, nhưng một yếu tố quan trọng trong việc hạn chế tác động của một vụ tấn công là giảm thiểu số người can dự. Ông nói tiếp, cách tốt nhất để chúng ta ngăn chặn số lớn những người ủng hộ nhà nước Hồi giáo ở Hoa Kỳ là không phản ứng quá đáng. Bởi vì nếu có phản ứng quá đáng, cụ thể là nếu các biện pháp chống khủng bố của chúng ta không phân biệt rõ ràng và để đi đến chỗ trừng phạt những người Hồi giáo tôn trọng luật pháp, thì sẽ tạo điều kiện cho họ đi theo con đường cực đoan hóa và sẽ giảm thiểu số lượng tình báo chúng ta có được từ phía cộng đồng Hồi giáo để xác định những người cực đoan. Tin tổng hợp. Phản ứng dữ dội từ quốc tế gia tăng chống lại ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump và phát biểu của ông đòi tạm thời cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ, với gần 250.000 người Anh ký tên vào một thỉnh nguyện thư trên Internet kêu gọi cấm ông Trump bất động sản này tới nước Anh. Ông Trump hôm thứ Hai đề nghị cấm cửa hoàn toàn, không cho người Hồi giáo nhập cảnh Mỹ, yêu cầu duy trì lệnh cấm này cho tới khi nào chính phủ có thể xác định được thái độ của người Hồi giáo đối với Hoa Kỳ. Phát biểu này được đưa ra sau vụ nổ súng chết người ở California hồi tuần trước. Một số người Anh cho rằng bình luận của ông Trump lên tới giọng điệu thù hận và kêu gọi cấm ông Trump sang Anh Quốc, nơi ông đang sở hữu một sân golf. Nhà lập pháp đảng quốc gia Scotland nghị sĩ Tasmina Ahmed-Sheed nói các quy tắc tương tự nên được áp dụng với ông Trump như những gì được dùng để chống lại những nhà diễn thuyết Hồi giáo cực đoan. Chúng tôi đã cấm 84 nhà diễn thuyết theo chủ nghĩa thù hận sang Anh Quốc. Nhà lập pháp đảng quốc gia Scotland cho rằng lời phát biểu của ông Trump mang hình thức quá khích và câu hỏi của ông với chính phủ Anh là có nên xét tới việc liệt kê tên ông Trump vào vị trí thứ 85 trong danh sách này không? Các kiến nghị như trên Internet đã đạt đến mức độ hơn 100.000 chữ ký, được xem xét và đem ra tranh luận tại Quốc hội. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne nói với các nhà lập pháp rằng cấm các ứng cử viên tổng thống nhập cảnh Anh có thể là việc làm không đúng. Ông Osborne nói, cách tốt nhất để đối đầu với quan điểm của một người như Donald Trump là tham gia vào một cuộc tranh luận dân chủ quyết liệt với ông ấy để chứng minh vì sao ông bị coi là sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, Anh đã từ chối không cho nhập cảnh các nhân vật như nhà quyền Anh Mike Tyson của Mỹ, nghệ sĩ nhạc rap Tyler, The Creator, các thuyết gia Hồi giáo cực đoan và ông Brett Favre, người theo chủ nghĩa cơ đốc giáo chính thống. Tin Hoa Thịnh Đốn. Do từ hậu quả các cuộc tấn công khủng bố ở Paris, hôm thứ Ba, Hạ viện đã bỏ phiếu để siết chặt việc kiểm soát chuyện đi đến Mỹ và đòi hỏi bất cứ người nào từng ở Iraq hoặc Syria trong 5 năm trước đó đều phải có visa nhập cảnh. Dự luật này nhắm mục tiêu vào chương trình miễn visa. Chương trình này cho phép các công dân của 38 quốc gia đi tới Mỹ, lưu lại đây trong 90 ngày và ít hơn mà không cần phải nhận visa từ một tòa đại sứ hoặc tòa lãnh sự. Mỹ và Pháp là nơi sinh sống của hầu hết các thủ phạm của các vụ tấn công ở Paris trong tháng qua. Hai nước này đều nằm trong số các quốc gia tham gia chương trình miễn visa. Dự luật này được thông qua với tỷ lệ phiếu 407/19, sẽ làm một loạt thay đổi. Trong số đó có quy định mới về visa dành cho các công dân của Iraq, Syria và những nước khác bị coi là điểm chính của khủng bố, cũng như dành cho bất cứ ai từng đi tới những nước này trong 5 năm trước đó. Các ngoại lệ được áp dụng cho những cuộc viếng thăm chính thức của chính phủ và cơ quan quân sự. Các quốc gia trong các chương trình miễn thị thực cũng sẽ được yêu cầu chia sẻ với Hoa Kỳ thông tin chống khủng bố, nếu không thì sẽ bị loại bỏ ra khỏi chương trình ấy. Mọi du khách sẽ được kiểm tra dựa vào kho dữ liệu của Cảnh sát quốc tế Interpol. Các quốc gia miễn thị thực sẽ được đòi hỏi phải cấp loại e-visa, có chứa thông tin về lý lịch cá nhân, bao gồm nhiều yếu tố như dấu vân tay, giọng nói, khuôn mặt, võng mắt, nhân dáng. Lãnh tụ khối đa số Hạ viện Kevin McCarthy nói,
Trong chương trình này, có hơn 5.000 người mang passport của các nước Tây Phương đã từng đi Iraq hoặc Syria trong 5 năm qua. Đó là những khoảng trống mà chúng tôi cần phải sửa đổi. Khoảng 20 triệu du khách đến Mỹ hàng năm theo chương trình miễn visa. Họ đã được thanh lọc thông qua một hệ thống trên mạng Internet được duy trì bởi Bộ Nội an. Gần đây, Tòa Bạch Ốc đã công bố một loạt những khoản cải tiến cho vấn đề này và các khía cạnh khác của chương trình. Tin Hoa Thịnh Đốn, tối thứ Năm 3 tháng 12, 2015, Tổng thống Barack Obama và gia đình đã thắp sáng cây thông Giáng sinh quốc gia và cũng dành một vài giây phút để nhắc tới các nạn nhân trong vụ nổ súng ở San Bernardino, California. 5, 4, 3, 2, 1, chúc mừng Giáng sinh tất cả mọi người, ông Obama nói khi cây thông Giáng sinh quốc gia bừng sáng trong nghi thức thắp đèn cây Noel lần thứ 93. Cùng với vợ, hai con gái và mẹ vợ, ông Obama đã chủ tọa nghi lễ trong công viên Ellipse thuộc President Park đối diện Tòa Bạch Ốc. Buổi lễ còn có phần trình diễn của ca sĩ nhạc pop Alo Black và ban nhạc rock Fallout Boy. Khi lên tiếng trong buổi lễ, ông Obama đã nhắc tới vụ nổ súng tại California. Đây tất nhiên là thời điểm hạnh phúc nhất trong năm. Tuy nhiên, chúng ta nên dành một khoảnh khắc để nhớ đến những người anh em Hoa Kỳ của chúng ta, những người với trái tim nặng trĩu, đau buồn, đang than khóc cho người thân, đặc biệt là tại San Bernardino, California. Sự mất mát của họ cũng là sự mất mát của tất cả chúng ta, vì chúng ta là một đại gia đình Hoa Kỳ. Chúng ta luôn ở cạnh nhau những khi hạnh phúc cũng như khi đau buồn, và họ nên biết rằng tất cả chúng ta đều rất quan tâm đến họ trong mùa lễ này. Tin tổng hợp. Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa được tạp chí Times chọn là nhân vật của năm 2015 nhờ vai trò nổi bật trong việc giải quyết nhiều vấn đề của khu vực và thế giới, trong đó có cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu. Biên tập viên điều hành tờ Times Nancy Gibbs đã tiết lộ việc lựa chọn lãnh đạo Đức cho danh hiệu uy tín thường niên trong một chương trình truyền hình sáng thứ Tư. Tờ tạp chí đánh giá cao nữ thủ tướng 61 tuổi vì đã đòi hỏi quốc gia của mình hành động nhiều hơn hầu hết các chính trị gia khác, vì đã đứng vững trước áp lực và đã thể hiện vai trò lãnh đạo với tinh thần kiên định. Bà Merkel bắt đầu năm 2015 bằng việc đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin làm giảm bớt căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraine, và sau đó giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp, đe dọa toàn khu vực đồng euro. Trong giữa năm 2015, bà là người đi đầu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư khi mở cửa biên giới Đức cho hàng trăm ngàn người tị nạn, trong khi các quốc gia khác từ chối làm điều này. Hành động của bà Angela Merkel được mọi người gọi là lương tâm châu Âu, cũng như khiến bà đối mặt với áp lực và chỉ trích từ cả người dân Đức lẫn các đồng minh bảo thủ. Các bạn có thể đồng ý với bà ấy hoặc không, nhưng bà ấy đã không chọn con đường dễ đi. Các nhà lãnh đạo chỉ được thử thách khi người dân không muốn nghe theo họ, bà Gibbs nói. Danh hiệu nhân vật của năm được các biên tập viên của Time trao tặng hàng năm cho cá nhân hoặc một nhóm người có ảnh hưởng lớn với thế giới và truyền thông. Bà Merkel, người trở thành Thủ tướng Đức năm 2005, đang dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đã đánh bại nhiều đối thủ nặng ký khác để giành được danh hiệu này, trong đó có Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS, và ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Bà là phụ nữ đầu tiên được chọn là nhân vật của năm kể từ khi Time thay đổi danh hiệu Người đàn ông của năm vào năm 1999. Bà cũng là phụ nữ thứ tư xuất hiện một mình trên bìa tạp chí Hoa Kỳ. Tin Venezuela, các quan chức phụ trách bầu cử tại Venezuela cho biết rằng phe đối lập đã đánh bại đảng xã hội cầm quyền để giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp của nước này. Dù phiếu tại một số đơn vị bầu cử vẫn chưa được kiểm, chính quyền cho hay rằng phe đối lập đã giành được 99 trong số 167 ghế tại quốc hội, trong khi đảng xã hội chỉ giành được 46 ghế.
Đây được coi là một bước thụt lùi đối với phe đang cầm quyền theo chủ nghĩa xã hội đã cai trị và lãnh đạo đất nước trong 16 năm qua. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nicolas Maduro thừa nhận điều ông gọi là các kết quả bất lợi. Ngay trước khi các kết quả được công bố, cựu ứng cử viên Tổng thống Henry Capre viết trên Twitter rằng kết quả đúng như chúng ta trông đợi, Venezuela đã giành chiến thắng. Pháo hoa thắp sáng bầu trời Caracas sau khi kết quả bầu cử được công bố. Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử có thể được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về các chính sách kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa của cố Tổng thống Hugo Chavez, cũng như của người kế nhiệm được đích thân ông Chavez chọn lựa là Tổng thống đương nhiệm Maduro. Một cuộc thăm dò ý kiến tháng trước ước tính rằng hơn 55% cử tri ủng hộ liên minh đối lập. Tin từ San Bernardino, công chức tại cơ sở chính quyền ở California, nơi 14 người đã bị bắn chết trong vụ mà Tổng thống Barack Obama gọi là tấn công khủng bố, đã trở lại làm việc hôm thứ Hai, trong khi những đám đông tham dự một buổi thắp nến khác tiếp tục diễn ra để tưởng nhớ những người thiệt mạng và bị thương. Trong khi một số người trong vùng tìm cách trở lại sinh hoạt bình thường, hình ảnh những đám tang và lễ tưởng niệm các nạn nhân là một nhắc nhở rằng cuộc sống đã thay đổi sau vụ tấn công. Một nhân viên của quận San Bernardino, bà Yolanda Brown nói, đời sống của chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Bà là một trong nhiều người ở đây vẫn còn bàng hoàng với vụ tấn công khủng khiếp hồi tuần trước. Một cư dân tên Brian Chuchillo nói, chúng tôi nhìn thấy xe cộ chạy quanh, cuộc sống tiếp tục với mọi người, nhưng ta cần hiểu rằng đời sống của các nạn nhân và gia đình họ sẽ rất khó khăn đối trong suốt phần còn lại của cuộc đời họ. Ông Chuchillo đã sinh sống tại San Bernardino suốt cuộc đời. Trong khi ông không quen biết các nạn nhân, nhưng ông muốn dự phần nào tiến trình hàn gắn và đề nghị giúp đỡ qua phương cách duy nhất mà nhiều người biết, đó là cầu nguyện. Ông nói những phút, những giây, những ngày sau một tấn thảm kịch như thế này là lúc mà trái tim của họ yếu đuối hết sức. Vì vậy, chúng ta cần phải có mặt để hỗ trợ cho họ và yêu thương họ. Tin giờ chót thánh lễ an táng của cô Nguyễn Thị Thanh Tín, người Việt duy nhất trong số 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát ở San Bernardino, để diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 12, là nạn nhân gốc Việt đầu tiên ở tiểu bang California thiệt mạng vì tấn công khủng bố. Cô Nguyễn Thị Thanh Tín ra đi trong sự tiếc thương tột cùng của gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Bảy khi thánh lễ an táng của cô Thanh Tín bắt đầu tại nhà thờ St. Barbara, 730 St. Ulrich Street, Santa Ana, California, 92704. Linh cữu của cô được an nghỉ tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành, 8301 Talbot Avenue, Huntington Beach, California, 92648. Được biết nhà thờ St. Barbara cũng chính là nơi cô Thanh Tín khi sinh thời ước mơ được làm đám cưới tại đây vào năm tới. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam.